Kính thưa quý vị, đây là chương trình Y tế Cộng đồng của Tòa án Family Choice Health Network. Tòa án Family Choice Health Network là một tòa án y tế Việt Nam mạnh nhất, lớn nhất và vững bền nhất trong quận Cam. Hiện nay đang phục vụ hơn 70.000 thành viên qua những bảo hiểm như là Cal Optima One Care, Medi-Cal và những Medicare Advantage Program giống như là United, Cigna, Brand New Day, Central Health. Và cái chương trình rất là quan trọng là cái chương trình Family Choice ACO và Chronic Care Management. Chương trình này là chương trình cho mấy người đi tự do mà có bệnh kinh niên qua liên bang. Nếu quý vị muốn học hỏi thêm, xin quý vị lên mạng lưới familychoice.com. Bữa nay tôi rất là vui có bác sĩ Nguyễn Phúc. Kính chào bác sĩ Phúc. Xin chào bác sĩ Dylan và các khán giả của đài truyền hình. Dạ, cái đề tài bữa nay bác sĩ Phúc với tôi sẽ nói đó là về cái chương trình One Care. Trước đó họ gọi là One Care Connect. Cho mấy người mà vô cái chương trình của Cal Optima tên là One Care Connect, bây giờ đó nó đổi cái tên thôi, nó bỏ cái chữ Connect, bây giờ cái chương trình bắt đầu từ 2023 nó sẽ gọi là One Care không thôi chứ không phải One Care Connect, nhưng mà nó chỉ đổi cái tên, nhưng mà thực sự những cái phúc lợi nó cũng không có thay đổi gì hết. Cái chương trình này được cấu tạo cũng khoảng gần 20 năm, rất là uy tín và có sự giám sát của từ county, của state, của federal. Thành ra họ làm việc, họ không có phải đúng quy luật, không có vẽ vàng, không có hứa nhiều mà không có deliver đó. Thì đó, bởi vậy nó rất uy tín. Tôi prefer cái chương trình này tại vì mình biết là nó cái chương trình rất lâu dài mà mình thấy trong đường trường cái phục vụ của nó rất là vững bền và tốt cho bệnh nhân. Thành ra tôi thích cái chương trình này hơn. Thì cái chương trình này hồi xưa đó nó cấu tạo, nó gọi là pilot program, là từ bên liên bang federal, xong rồi họ làm việc với tiểu bang của state of California để họ cấu tạo cái chương trình nào đó để mà phục vụ cho những người bệnh nhân cao niên trên 65 tuổi Medicare, Medicaid một cách chu đáo hơn. Tại vì bệnh nhân khi mà họ không có ai, không có đăng ký một cái chương trình nào để mà có thêm những cái phục vụ đặc biệt để mà theo dõi, chẳng hạn như là theo dõi bệnh nhân khi họ vô nhà thương, có người theo dõi, xuất viện nó báo cho bác sĩ gia đình, rồi những tổ hợp y tế nhiều khi họ cũng, vì vậy họ cũng cấu tạo những cái chương trình như là hospitalist program, chẳng hạn như Family Choice chúng mình có coi đó, thì khi bệnh nhân vô một cái là bác sĩ nhảy vô, take care, báo bác sĩ gia đình. So cái sự mà phục vụ nó rất là chặt chẽ, cái quan trọng là cái đó. Một lần nữa, quý vị bắt đầu từ 2023, quý vị sẽ gửi nó, Cal Optima nó sẽ gửi thơ qua cho quý vị về cái tên. Nó nói là nó sẽ truyền quý vị từ One Care Connect qua One Care. Trong cái thơ đó, nếu mà quý vị không có hiểu, quý vị nên đem lên cho bác sĩ gia đình của quý vị, đặng bác sĩ gia đình của quý vị cắt nghĩa. Cái tên, nó chỉ là cái tên thôi, nó đổi từ cái, nhưng bác sĩ Phúc nó đổi từ cái One Care Connect, đổi qua cái chương trình One Care. Cái chương trình One Care nó có lâu lắm rồi, nhưng mà bây giờ nó sẽ chuyển qua từ One Care Connect tới One Care. Một loại nữa đó là giống cái này đó, là có rất nhiều người thành viên của tôi với bác sĩ Phúc với lại bác sĩ trong tổ hợp Family Choice đó có nhận được thơ đó, thì họ thắc mắc là hồi xưa đó cái tên của Family Choice là Family Choice Medical Group, nhưng mà bây giờ đó có thơ gửi ra đó thì họ thấy nó đổi từ Family Choice Medical Group tới Family Choice Health Service. Cái đó cũng y hệt như là cái One Care, không có khác nhau gì hết đó. Nghĩa là cái tên quan trọng nhất mà quý vị phải nhớ đó, chỉ nhớ Family Choice thôi. Tại Family Choice có rất nhiều mấy cái product line khác nhau. Nghĩa là mình có mấy cái hiệp đồng khác nhau, giống như là hiệp đồng với lại Medicare Advantage, hiệp đồng với lại Cal Optima, hiệp đồng với lại Blue Cross, Blue Shield, Cigna. Thành ra rất rộng, thành ra có rất nhiều tên. Nhưng mà cái tên quan trọng nhất là Family Choice. Thành ra quý vị đừng có thắc mắc về mấy cái chữ sau khi cái Family Choice. Đúng. Thì cái đó là nói thêm là chẳng là cái này là một cái sự tiến triển theo thời gian, bành trướng ra là phát triển. Thì cái chương trình Family Choice hồi xưa là Medical Group, thì bây giờ mình được thêm cái gọi là cái license để mà giống như là hành việc giống như là một cái plan luôn,
Thành ra tên chỉ thay đổi, nhưng mà bác sĩ gia đình, những bác sĩ chuyên môn, những cái phục vụ nó vẫn y như vậy. Dạ. Thế nên mình sẽ tiếp tục nói là tôi muốn bữa nay tôi muốn tôi với bác sĩ Phúc cắt nghĩa đi tự do nó khác cái chương trình One Care làm sao. Cái mà tôi vừa mới để ý tới mà tôi vừa mới nghe tới đó là cái quan trọng có một cái benefit, cái quyền lợi mà tôi thấy rất là hay đó là nếu mà quý vị có xin được IHSS đó, nghĩa là in home services, nghĩa là có người tới chăm sóc cho quý vị tại quý vị không có nấu ăn được, quý vị bị không có tắm rửa được đó, thì quý vị xin được cái IHSS. Nếu mà quý vị vô cái chương trình One Care đó thì nó có chính phủ Cal Altima nó có thể cho thêm 90 giờ IHS thêm nữa nếu mà quý vị cần. Cái đó rất là quan trọng ha. Đúng. Dạ. Để giải thích thêm cái chương trình đó, tôi mới nó mới bắt đầu thay đổi từ đầu năm nay. Cái chương trình IHSS là cái chương trình nó support là nấu nướng lặt vặt đưa đây đó, chăm sóc thuốc hay là những cái phục vụ lặt vặt trong gia trong nhà cho những người cao niên, thì nó qua là cái chương trình của county, của quận, nhưng mà nó tùy theo bệnh trạng nặng nhẹ thì nó cho bao nhiêu tiếng. Bệnh càng nhiều thì càng nhiều giờ, càng bệnh ít thì nó giờ ít. Nhưng mà khi mà người bệnh nhân mà họ đã sử dụng hết cái giờ gọi là maximum allowable của county, thì những người trong cái chương trình đăng ký này thì tôi mới khám phá ra biết đó, thì là họ có thể họ đệ đơn họ xin phép thêm là thêm giờ, mà cái này không có qua bởi county, mà tại county tới là tới đó rồi họ không cho hơn được nữa, tại cái funding tới đó thôi, thì One Care Connect họ có thể họ tăng lên tới 90 tiếng cho một năm. Thì cái đó thì liên lạc với người nhân viên sở xã hội của họ, rồi họ liên lạc với nhiều One Care để họ sẽ review mấy cái hồ sơ, nếu cần bao nhiêu thêm thì họ xin cho thêm. So cái đó rất là tốt cho những người bệnh nhân, đặc biệt những người nào mà chân tay yếu kém hoặc là con cái không có ở gần họ mà cần phải nhờ con cái, nhờ người phụ những cái chuyện lặt vặt trong nhà đó, rất là lợi. Với lại một mấy cái quyền lợi mới mà tôi thấy nó tốt hơn là đi tự do, đó là có rất nhiều mấy cái thuốc mà Mỹ nó gọi là over the counter, nghĩa là mình không cần toa đặng mình mua, giống như là Tylenol mấy cái đó đó, thì hồi trước đó nó không có rộng rãi, nhưng bây giờ đó One Care nó rất là rộng rãi với lại over the counter. Được. Bằng bác sĩ Phúc. Không những vậy mà nó còn tăng lên nữa, tại vì năm trước đó như nó cho là 75 đồng cho mỗi 3 tháng, tức là tổng cộng khoảng cỡ $300 cho một năm, thì bây giờ họ tăng lên nữa. Thêm 80 đồng cho một quarter, tức là 3 tháng một lần. Thì bệnh nhân nhờ con cháu gì có liên lạc để mà xin mấy cái thuốc over the counter, mà không phải thuốc over the counter, mà theo những cái list mà tôi coi ấy, thì nó có những là mấy đồ áp suất máu, rồi băng, đủ thứ hết. Nó gọi là over the counter product. Dạ, như vậy có rất rất nhiều cái quyền lợi mà để tôi nói rất là lè, mà nếu mà mình đi tự do mình không có. Một quyền lợi đó là chở xe, transportation, nó đón, đưa mình tới bác sĩ, nó đưa mình tới chụp hình, nó đưa mình, thành ra cái đó một quyền lợi. Quyền lợi thứ hai là nó cho mình lựa đi gym nào cũng được hết, mình lựa cái gym mà gần nhà mình, nó cho mình cái đó. Nếu mà quý vị về Việt Nam, quý vị bị tai nạn, phải vô nhà thương, nó trả lên tới 100 ngàn. Có mấy cái chuyện khác mà bác sĩ Phúc muốn thêm vô mấy cái benefit. Cái lặt vặt gần đây rất có, cho là cái thuốc mà về trợ sinh lý cho đàn ông. Cái đó rất là quan trọng. Khi trên 65 tuổi thì cái đó thì cũng cái đó cũng cái nhu cầu nó cũng cần. Thành ra bây giờ họ đồng ý họ cho là 4 viên cái thuốc mà trợ sinh lý Viagra cho một là tương đương á trong vòng 1 tháng. Dạ. Yeah. Vâng. Vậy là cái lời chót mà tôi muốn nói đó là nếu mà quý vị vô cái One Care đó thì nó ổn định hơn là tại tất cả mấy cái người bác sĩ chuyên khoa, mấy người bác sĩ gia đình, mấy người bác sĩ trong nhà thương và mấy cái chỗ mà sau khi ra nhà thương ai cũng nói chuyện với ai hết, nghĩa là có cái ổn định đặng mình thực tập cùng lúc với lại mấy cái người bác sĩ mà chăm sóc cho quý vị. Còn nếu quý vị đi tự do đó không có ai nói chuyện với ai hết thì nó rất khó. Yeah. Maybe mình hết thì giờ mình
sẽ tiếp tục nói chuyện thêm vào tuần sau. Kính chào. Chào khán giả. Dạ, kính chào quý vị.